thưa quý vị gần đây ở một số địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ lôi kéo học sinh đã được cấp căn cước công dân tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra truy vết tội phạm đây là thủ đoạn phạm tội mới nhắm đến lứa tuổi vị thành niên học sinh Công an các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ nhận được tiền thù lao từ 200 đến 500 ngàn đồng.